Bây giờ là thời gian dành cho bản tin trước ống kính. Cảm ơn quý vị đã cập nhật tình hình an ninh trật tự tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước trong bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện. Bản tin chiều thứ hai, 16 tháng 8 có những ghi nhận gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu là một ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, thiếu sâu sát lãnh đạo điều hành trong phòng chống dịch Mới đây, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Vũng Tàu đã bị đình chỉ công tác. Điều này cũng khẳng định quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 của lãnh đạo thành phố Vũng Tàu gắn với nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Để nghiêm khắc chứng chỉnh tình hình phòng chống dịch trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân phường 10, thành phố Vũng Tàu từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 8 do thiếu sâu sát trong lãnh đạo điều hành phòng chống dịch tại địa phương. Ban thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã phân công ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu, phụ trách điều hành hoạt động Đảng bộ phường 10 và giữ nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường. Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường ông Nguyễn Trọng Tuyến, phụ trách điều hành và giữ nhiệm vụ trưởng ban chỉ huy phòng chống dịch phường 10 tiếp tục ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng, nguy hiểm, mọi người được yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách phòng dịch, ai ở đâu ở yên đó. Vậy mà vẫn có những thanh thiếu niên bất chấp quy định phòng dịch, tụ tập sử dụng trái phép ma túy. Các đối tượng này đã bị lực lượng công an huyện Đức Đỏ kịp thời phát hiện, bắt giữ. Lúc 2 giờ 40 phút sáng 16 tháng 8, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an xã Phước Hội bắt quả tang 10 đối tượng có hộ khẩu tại huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, đang sử dụng ma túy tại nhà trọ không số do đối tượng có tên Nguyễn Thành Trung thuê tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Qua xét nghiệm nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rằng sáng nay, 16 tháng 8, các đối tượng tổ chức ăn nhậu, sau đó rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Nguyễn Ngọc Thạch nhờ Bạch Trọng Phú cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ mua một gói ma túy khay và 6 viên thuốc lắc của một đối tượng chưa rõ danh tính về để cùng sử dụng. Khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Vụ việc đang được công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra xử lý. Chuyển sang ghi nhận tại các địa phương khác. Thưa quý vị, song song với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an còn ra sức đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tại tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng trong lúc đang làm nhiệm vụ đã phát hiện hai đối tượng vận chuyển hàng trăm viên nén màu xanh nghi là ma túy. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát thân. Tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Trí, quê An Giang và Đỗ Hữu Toàn, ngụ Bình Phước để điều tra về hành vi vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này vừa giao dịch mua bán ma túy, đang trên đường di chuyển thì gặp lực lượng chức năng nên bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi đến hơn 1 km và bắt gọn hai đối tượng. Tăng vật thu giữ là ba túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và hàng trăm viên nén màu xanh, nghi là ma túy được ngụy trang đặt trong túi cà phê. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ cũng liên quan đến tội phạm ma túy. Tại tỉnh Đắk Lắc, mới đây, công an huyện A leo đã phát hiện hai vụ trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn. Hai đối tượng đã bị bắt giữ. Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ là Bùi Văn Vũ, trú tại Buôn Đề Răng, xã EAT và Huỳnh Thị Trâm, trú tại thôn Bình Minh, xã EAT, vì trồng trên dưới 300 cây cần sa. Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắc đã tăng cường các giải pháp kiềm chế tội phạm ma túy và giảm thiểu tối đa các vụ trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Song các đối tượng vẫn ngang nhiên trồng cây cần sa trái phép trong rẫy vắng. Khi bị phát hiện bắt giữ, hầu hết đối tượng đều khai là trồng để phục vụ cho chăn nuôi. Bị lực lượng chức năng kiểm tra lúc nửa đêm, 20 khách hát và nhân viên phục vụ quán karaoke X-Men 1 đã bỏ chạy, lẫn trốn vào trong chuồng gà vụ việc xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công an huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra hành chính quán karaoke Xmen 1 tại tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo do đối tượng Tà Thị Thủy làm chủ. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện quán này có 3 phòng hát đang hoạt động với 11 nhân viên nữ và 9 khách hát là nam giới, trong đó có một người nước ngoài. Chủ quán karaoke trước đó đã đóng cửa tắt đèn biển hiệu tổ chức cho khách hát bên trong. Khi bị kiểm tra, tất cả khách bỏ chạy và lẫn trốn xung quanh vườn của quán, thậm chí chui vào cả chuồng gà, nhảy xuống ao. Ngay khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy và Covid-19. Hiện công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ và các trường hợp cố tình tập trung đông người vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Khép lại bản tin chiều nay là một ghi nhận liên quan đến vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khiến 4 người tử vong và một người bị thương. Xảy ra cháy nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Hải ở thôn 3, xã Kiện Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Hải cùng con gái sinh năm 1990, con rể sinh năm 1990 và cháu ngoại sinh năm 2017 đều đã tử vong trong phòng ngủ. Một số đồ đạc bị cháy biến dạng. Ông Hải bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm, Bí thư huyện ủy Phạm Văn Thép và Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các mặt công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy các nạn nhân bị tử vong do sốc bỏng. Đến đây, bản tin trước ống kính tạm khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, kênh youtube BRT News. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua học thư điện tử trước ống kính BRT gmail com Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.